21 này đúng không? 21 này. Đây 21. Tiếng ở dưới. Tức là đây là mặt gỗ nhé. Mặt gỗ này, đúng không? Gỗ thì nó chưa bắt thì sao nó trong đi rồi đúng không? Phải đi này. Cho có thể đi, đúng không? Tiếp theo mình chia ra là phần cánh tủ này. Cánh tủ, đúng không? Cánh tủ này. Bốn cánh đúng không? Ở phía trên này là có ba là sử dụng chia được bốn pha đi, bốn pha nguyên rượu, bốn pha. Cái này là cái nào kính nhỉ? Tủ này cái kính đúng không? Tủ cái kính. Chỗ này là chia lên hai phòng nữa chỗ này. Đây là các cái chai rượu đúng không? Đây là cái kính này, kính trong suốt. Đây là cái gỗ. Anh chị có nghe mình nói rõ đúng không nhỉ? Có nghe mình nói rõ sao mình hỏi chẳng ai trả lời thế? Cái kính đúng không? Thế là 13, 13 nó càng khoảng 90 phân nữa đúng không? Đây 13 là 90 phân này. Chín phân nữa, đấy là này, phần lớn đây. Đó là chín phân đây.
Chúng ta chỉ thân chỗ này. Chỉ thân. Cái đường ngang thì để không xong đường tầm mắt đúng không? Đây là mặt đá 13 này. Sau đó đường tầm mắt. Chỗ này tôi vừa phải nhé. Chúng ta phải hay là phải cái phần này sẽ có thể gì đúng không? Phần này sẽ có thể gì đấy. Đây lúc đấy là mình cắt cái quầy bà cắt nó đi chút đúng không? Để nhìn thấy cái phần này phần sau này chút cho là chút nó thắng hơn. Nhưng mà xây quầy bà gì cái này nó bí quá. Phần đuôi quá ôi hết đầu chẳng lấy cho phần tóc hay bạc trắng mày trắng vui phấn hôm nay dịch giá đã trắng là dịch này mình đến bị thêm 1 tuổi chẳng đi theo được cả anh chưa đi theo được không. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Chỗ này là gỗ mà, cái gỗ hả, đúng không? Cái gỗ này. Nơi này phải được gỗ này. Phần leo gỗ chuyển vào là đúng không? Tiếp theo là sang cái bàn của bà Lan nhé. Bà Lan này, bà Lan thì cái bàn nó cao 80 phân, cái ghế nó cao 90 phân đúng không? Để cái ghế nó cao hơn mặt bàn chút xuống đây, là sửa ở đây là bàn này, độ cao của nó này mình sẽ lấy đây, hỏi lấy đây được đúng không? Là lấy được chân bàn này, cái này 90 phân đúng không? Bàn bếp từ tối trên dưới từ chân đường dưới đến mặt đá nó cao khoảng từ 85-90 phân đúng không? Mình lấy 90 phân này mặt đá 90 phân
Vậy thì cái đoạn này nó khoảng 80 phân đến đây này, 80 phân nó thu về một phẩy. Ta sửa cái mặt bằng kính này. Chân bàn của cái sao nó cong một chút đúng không? Nó cong một chút này. Ta sửa ra con đi xuống như thế này. Thật sự là như thế này. Thế nào là ghế đúng không? Sao là ghế nhỉ? Ghế hình thức là 90 phân đúng không? 90 phân đấy chúng ta sẽ phân bằng độ cái mặt đá đúng không? Thẳng này. Có một chế đế đây. Có một chế đế. 9 phân đây cắt đôi ra đúng không? Thì từ trên đế mặt đồ tôi hoàn thành với bằng phân này. Phần này sẽ là phần mũi. Độ dày của cái ghế đây. Đó. Dày. Chân ghế mình sẽ chéo đi chút nữa này. Mặt bằng sẽ lên ghế sau khi sau một tẻ vào đi.
Tiếp theo sang thấy bên này nhá. Này chính cái phân đấy, đúng không? Chính cái phân này. Tụ về bò phải này. Tụ cao về chính phân đây, đúng không? Thường thường cắt đôi ra để làm bốn năm phân đây là cái phần từ chân ghế đến cái phần mặt ngồi nó khoảng 45 phân đấy. Còn lại khoảng tựa này 45 đúng không? Cái tổng là 90 này. 45 này. Giả sử cái ghế mình thiết kế như thế này nhá. Đấy, mình thiết kế ghế như thế này đúng không? Chân ghế. Mặt bằng sau khi ghế tẩy đi đúng không? Sau khi đã xong đấy rồi tẩy mặt bằng đi. Chín mươi phân đúng không? Cắt đôi ra là 45 phân đấy. Tôi bảo vậy. Này bị ghế sẽ không thể đi đúng không? Có thể đi. Nó dày ghế này. Đây, ghế, đúng không? Chúng tôi dưới bên này. Thế bên này thì cái ghế chéo này này. Thì 90 phân của nó mình lấy cái này, cái 90 phân đây, đúng không? Và 90 phân là đây này. À đây là đây này. 90 phân, cái này 90, đúng không? Thì tôi bé phải tôi đã phải độ cao đấy này. Này tôi đã phải đúng không?
Đây nó là cái phần chỗ này, đây là tựa đấy, đây ta chỉ phần đến đây đúng không? Cũng là phần cắt đôi này ra. Lưng ghế cái chân ghế này, cái phía sau đúng không? Cái này là mặt bằng sẽ như thế, xong rồi tẩy đi. Đây lưng ghế đúng không? Đây. Đây là sau phần đồ đạc bên trong đúng không? Thì là lên cái dạng trên tường nhé. Trên tường đây là cửa sổ này. Từ đây đây là cửa sổ đúng không? Cửa sổ thì cái bông cửa sổ hay đáy cửa sổ nó cao lên khoảng tầm 90 phân. Cửa sổ nó rất cao lên khoảng 2,4 m, chiều cao cửa sổ nó bằng độ cao cửa đi cao 2,4 m đúng không? 2,4 m nữa là từ đây đây là 2,1 m này đúng không? 2,1 m từ đây này, 2,4 m từ đây này, 2,4 m từ 11 phẩy. Thì từ đây là cửa sổ, tường là cửa 20 đấy đúng không? Không sao cả, tường tầm mắt này. Đây. Cửa sổ đúng không?
tay Chúa ông mở ra cái phần chỗ này, phần nào kịch chết của nó, cửa kính. Đóng cửa đúng không? Đây là cái kính chết. Chỗ này là cái kính mở ra. Đấy là phần cửa sổ đúng không? Thế nào mà trần giả nhé? Trần giả thì từ đây nó là một mét mốt này, nó một phần khoảng lên đây đúng không? Một phần. Vậy thì phòng bếp này thì từ đỉnh sang đến đấy trần giả nó sẽ tròn 2m8 đúng không? 3m3 phải trừ đi 3m3 trừ 3m5 còn 2m8 thì tụ về mình vừa phải. Trần bê tông để đi đúng không? Nên trần bê tông cao thì trần bê cao rồi thì trần bê tông để đi.
Rồi sau đấy thì có trần là hình chữ nhật này, thủ đây, đấy thì là cái ca chỗ này sẽ thêm một nữa, thêm nó trần nữa. Trần giả trên đúng không? Chỗ này phủ để trần cái lồng hệ thống đèn đèn lát thì từ dân đèn đến đèn lát cao khoảng 800 đến 1,5 một đèn đúng không? Để 5 mét mình thì mình đặt 6 đèn này. Đặt dày lên chút, đặt dày lên thì mình sử dụng công tắc nó là xoay đèn. Đó, sau này đúng không? Tức là chúng còn một mặt đèn lên thì mặt đèn lên thì có thể này sáng đúng không? Hay này tắt này nó phải song song đó đi song song thì cái này nó cũng tắt bật lên cái này ngày sáng đúng không? Nó còn hai tắt này nó bật hết hai tắt lên thì tất cả đèn ngày sáng. Mình hai cái lựa chọn của bạn lựa chọn thứ nhất mình là thưa đèn này là thưa nha. Nếu mình là thưa thì trong cái trần nó hơi rời rạc hay xấu đúng không? Nhưng mà mình là đèn thưa hoa xấu thì mình sẽ là công tắc thì sử dụng công tắc thôi, cũng như là sử dụng mình bật một công tắc lên thì cái phần dài lên chút thì cái này là sáng này đúng không? Cái này sáng, cái này sáng lắm sau này không ạ? Khi nào có khách tới đến hoặc là ngày lễ thì hết ạ, muốn cần công ra nó sáng sáng chút lên thì mình sẽ bật hết công tắc đúng không? Mình bật hết hai công tắc thì mình kia rất là đẹp, sáng trắng. Và bình thường thì mình chỉ cần bật một công tắc sau đây là được, cái này là sáng đúng không? Này tắt này.
Tiếp theo là phần hốc chân đường nhé. Hốc chân đường khoảng tầm 15-20 phân. Tiếp theo là sàn gỗ này. Ở chỗ này thêm một người, thật sự một người đâu mất 75 hạn đúng không? Chỗ này mất 75 hạn lên đúng chỗ này. Trong 13 này đúng không? Đây là một cô phụ nữ hả? Hôm nay mình học phần cấu cảnh, thiết kế mặt đất là một điểm tô nhé. Anh chị nào có thắc mắc vấn đề gì thì vào cái này không? Xong rồi, đúng không? Tức là cái phần điểm tụ thì mình có thể là chữ cách tương đối được, chỗ này chỗ này kéo dài tụ đây đúng không? Tụ đây này, chỗ này kéo dài tụ chỗ này hạn này, tụ đây này đúng không? Cái điểm tụ làm cho đường trời đúng không? Hai tụ về cái sao của chỗ này, chỗ này hạn tụ chỗ này hạn đúng không? Tụ ở đây ở đây đúng không? Cái xong rồi đây, ở đây đúng không? Tốt rồi đấy, đấy là điểm tụ, đấy là điểm tụ đúng không? Tụ ở đây này, tụ ở đây đúng không? Tụ ở đây này, tụ ở đây, cái xong rồi cổ này, tụ ở chỗ này, điểm tụ ở đây đúng không? Thật sự với cái hệ thống vừa nó xong với nhau đúng không? Vừa nó xong với nhau, tụt ra điểm sau cùng. Điểm đấy trong trên trời đúng không? Nó đưa ra mắt của mẹ. Đấy, ví dụ là sử dụng tính cửa, cái cửa đây thì mình sẽ tụt ở đây. Nó tụt ở đây, đúng không? Đấy. À, vấn đề nữa không? Đấy.
bữa trước này, thật sự với bạn là cái tưởng ba ba lớn lên ba ba đúng không? Từ đầu này ba ba đúng không? Thì chúng ta sẽ tưởng bên dưới cộng với nhau đấy, thì nó bằng bên dưới đúng không? Tưởng bên dưới là ba chín mươi phân đúng không? Tưởng bên dưới ba chín mươi phân này, cái khe hở của chúng ta sẽ tưởng bên dưới là 60 phân này, thì là tổng cộng bên dưới đúng không? Tổng bên dưới này này, ta thu được một phẩy, không thu được một phẩy, nó dài này này. Thế đó là một cái dưới. Thế tôi được cái lượt là tôi mở phải rồi. Tôi mở phải đúng không? Rồi. Chị thắc mắc gì nữa không? Thầy bà hôm nay thầy không hiểu không? Thầy có cái lấy mà lấy từ cái F và F phẩy là có là lấy cái gì đấy đúng không nhỉ? Ừ, phải các phẩy á, đây nhá. Mặt bằng của nó này đúng không? Mặt bằng này, cái điểm này nhỉ? Đây đúng không? Đấy điểm này, mặt bằng này. Tới điểm này, kẻ so xong ra cái cạnh này chút đúng không? Cắt đường trời là đường A phẩy. Tới điểm mặt bằng nó dài là nó cắt A phẩy. Xong cái điểm này kẻ là nó xong một vài chút thôi, còn nó xong nó một chút thôi. Mà ngay từ đó nó cắt thì cái đường trời là A phẩy đúng không? A phẩy là xong đó thì đặt siêu cao, đặt đoạn đường trời đây đúng không? Thức cái thước đoạn này là 50 phân, nó phải 60 phân này. 6 phân thì cái này kéo nó phải cắt chỗ này. Đây đường, cái đường sàn đây. Đấy sàn chỗ này đây, đúng không? Mà này là 60 phân này, 6 phân này, đúng không? Này kéo về cắt lại, bố biểu ở đây. Thì có được cái mặt bằng đã, đúng không? Mặt bằng thì hiểu rồi, đúng không? Sau độ cao của cái ghế, độ cao ghế 90 phân. Vì chỉ phát độ cao là đường chân kéo về F phẩy như thế này. Đây là F phẩy như thế này. F phẩy như thế này. Chân này, đúng không? Thế đó là cái quầy 3 ca 90 phân, đúng không? Thế tôi bỏ phẩy này. Thế thẳng đứng lên này. Nó là 90 phân, đúng không? 90 phân này, thế tôi có F phẩy này. Kéo lên phân, đúng không? Nó được đưa ra vào thành ghế, chỉ cái phân. Thế nó quay lên ăn. Nó quay lên lưng ghế, đúng không? Chỉ cái phân. Khi phân thì nó cắt đôi ra, để cho chỉ cái phân ra. Cắt đôi ra, đúng là phân đây. 45 phân. Thì là bạn ngồi trên ghế, bạn ngồi là 45 phân, đúng không? Đây, cô bé phải. Đấy. Chị hỏi anh trên mặt bằng này nữa không? Anh chị hỏi cái này nữa không? Nếu không có vấn đề thì em nghỉ ở đây nhé. Chào anh chị nhé. Anh chị bấm vào đăng ký kênh của mình nhé. Anh chị bấm vào đăng ký kênh của mình nhé. Bấm like, chia sẻ với mình nhé.